Hello, hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Henry, mình đến từ kênh Henry Thịnh. Thì như mọi người, nếu mà mọi người coi video của mẹ mình thì cũng có thể biết là mẹ mình hay để cái link video của mình ở trên màn hình á. Thì hôm nay là một cái video đặc biệt mà mình đang mượn cái phone của mẹ của mình để làm một cái video này ha. Mẹ mình đến với Canada lần đầu tiên là 2 năm trước, lúc mà mình chuẩn bị tốt nghiệp. Rồi sau đó là mãi tới bây giờ tận 2 năm sau, khi mà mẹ mình dẫn bé em của mình qua đi học thì mình mới được gặp lại mẹ. Lúc đó là mẹ mình qua trúng sinh nhật thì mình có tặng một cái món quà cho mẹ, đó là một chiếc iPhone. Thì tự nhiên có duyên nợ gì đó, thì chiếc iPhone nó là cái dụng cụ chính mà mẹ mình làm được cái kênh YouTube Tố Lê Daily này. Hiện tại bây giờ là giữa tháng 1 mà mình không thể nào mình đợi tới tháng 5 để mình tặng quà được, cho nên là mình quyết định là mình mua một món quà khác tặng cho mẹ mình. Thì mình có để đây, nhưng mọi người thấy chắc có lẽ là nó bị ngược rồi ha. Cái này là ghi là quà sinh nhật sớm ngày 12 tháng 5 2021. Thời điểm hiện tại là mẹ mình vẫn còn đang cách ly, mới cách ly được có 1 tuần à. Cho nên là mình xin lỗi mọi người là mình phải đeo khẩu trang này kia để mình bảo vệ an toàn cho bản thân, cũng như là bảo vệ an toàn cho gia đình của mình, khi những cái người mà đang ở chung với mình ha. Một tuần nữa là mình có thể dời qua bên nhà này để mình ở chung với mẹ và bé. Xíu nữa là mẹ mình cũng sẽ phải đeo khẩu trang trong cái video này. Mình có dặn trước là mẹ nhớ đeo khẩu trang, xíu nữa con kêu mẹ ra có chuyện xíu. Như video này thì mình nói tiếng miền Nam cho dễ nghe, nhưng mà chút nữa trong video mình sẽ bật cái tiếng nói địa phương của mình lên để mình nói chuyện với mẹ mình ha. Tại mình không bao giờ nói tiếng Sài Gòn, tiếng miền Nam cho mẹ của mình hết á. Rồi bây giờ là có lẽ mình sẽ đặt cái món quà này. Cái này mình cũng không có cái giấy gì mà để mình làm luôn. Mình lật đật quá, mình có cái giấy gì thì mình bọc bằng cái giấy đó thôi ha. Rồi và bây giờ là mình sẽ để cái món quà này. Như mọi người thấy mình ghi là quà sinh nhật sớm ngày 12 tháng 5 2021. Sau đó là mình sẽ để đây đi, mình sẽ để tạm ở đây cái cửa nhà của mình ngay chỗ đó. Giờ mình sẽ đi tới và mình gõ cửa ha. Thì xíu nữa mẹ mình sẽ ra. Mình quên nữa là mình sẽ để cái link về cái video mà lần đầu tiên mẹ qua bên này rồi mình tặng sinh nhật cho mẹ của mình ha. Mình sẽ để cái link ở trên màn hình. Rồi và bây giờ mình sẽ đi tới chỗ cái cửa và mình sẽ gõ, rồi mình đợi mẹ mình ra nha. Rồi gõ cửa rồi, bây giờ mình đi thụt lùi lại, mình phải cách 2 mét ha, để bảo vệ an toàn cho mẹ mình. Giống như không biết mẹ mình có bệnh hay không, thì mình cũng muốn bảo vệ an toàn cho bản thân với lại những cái người mà đang ở chung nhà với mình, cũng như là những người đang đi làm chung với mình. A few moments later. Mẹ đội mũ lên chứ lạnh lắm á. Con đi qua con chuyện xíu. Thì mẹ mình đó, như mẹ mình mới nói là mẹ chỉ mới cách ly được 7 ngày thôi. Mẹ ơi, cái cục đây con để cho mẹ nè. Mẹ tới lấy đi. Đó, cái cục ở trên đó. Tới đây đứng xíu nè, tới đây đứng xíu cho nó sáng nè. Con lúc nào con cũng tạo bất ngờ cho mẹ đó. Về sinh nhật sớm ngày 12 tháng 5 luôn mà. Bây giờ mới có... Nhưng mà bây giờ chừng tháng 5 mẹ đi về mà. Ủa bây giờ mới có tháng 1 à? Giờ mua về. Bữa nay là ngày mấy tháng 1 vậy? Bữa nay là mới có ngày 6 à. Trời, đẹp thành 4 năm tháng đó luôn. Năm nào cũng vậy. Lần trước tới lơ có quê thăm con thì cũng có cái quà bất ngờ. Năm nay nữa. Trời lạnh cho con đội mũ lên. Ô lạnh quá. Khui người này luôn hả? Tố Lê xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đây cũng là cái món quà mà thứ mấy luôn á, lần thứ mấy mà con trai mình nó tạo bất ngờ cho mình. Cứ mỗi lần sinh nhật là như trước kia ở Việt Nam cũng vậy. Cứ mỗi lần sinh nhật là nó con trai mình nó tổ chức rất là bất ngờ luôn. Và cái đây cũng là con món quà bất ngờ. Mà trong khi đó Tố Lê đang ở trong cái thời gian cách ly 14 ngày. Tố Lê qua bên này cũng đã được 1 tuần rồi, nhưng mà thực tình thì chỉ nhìn con thôi chứ cũng không có dám ôm. Không có dám nắm tay con mình nữa. Thì cũng cố gắng để hết cái thời gian cách giãn 14 ngày. Nhưng mà sáng hôm nay, bữa nay thì mới được 7 ngày. Nhưng mà cái món quà này nó cũng thật là bất ngờ. Trời thì lạnh lẽo như thế này mà ôm cái món quà trong lòng nó... Nó rất là xúc động. Con cảm ơn con trai rất là nhiều để tạo nhiều cái bất ngờ cha mẹ. Thì bây giờ không biết là cái món quà gì trong này.
Thì xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng khui quà với Tố Lê nha. Để xem thử cái món quà này là cái gì ở trong này, mà thấy nó nặng nặng. Nó là cái hình vuông, không biết bánh hay là kẹo gì trong này. Con trai của mình cũng thật là tâm lý, cứ thường tạo cái bất ngờ cha mẹ và cả gia đình của Tố Lê luôn. Thì cũng thật tình cảm ơn con trai. Bây giờ thì Tố Lê sẽ khui cái món quà này. Hiện tại thì Tố Lê cũng trong cái mùa dịch á, cũng không có cho con trai mình nó vô cái phòng, nó cũng đứng ở ngoài bên ngoài luôn. Thì Tố Lê cũng sẵn tiện, hiện tại thì cũng không có bàn ghế. Thôi thì cái món quà này cũng vui mà cũng vừa bất ngờ, rất là cảm động. Tố Lê khui luôn cho bà con cùng xem nha. Không có cái chỗ nào đứng như cái góc này để khui cái quà. Vừa khui mà cũng tạo cái niềm vui cho con của mình luôn. Đó, cái gì trong này nó cứng cứng. Xé đây luôn hả con? Xé cái bì đây luôn hả? Mùa này thì cũng không có giấy, cũng không có hộp quà gì hết á. Con mình nó làm như thế này thì mình cũng đã thấy cảm động lắm rồi. Đó, cái gì vậy? Điện thoại hay cái gì trong này vậy? Mở cẩn thận coi chứ. Cẩn thận. Ồ, một cái iPhone nữa bà con. Đây là một cái iPhone nữa. Con phụ làm YouTube á. Ồ. Sao nó đẹp như vậy? Nhìn cái điện thoại này nó bóng rạnh à. Biết iPhone máy không? iPhone gì vậy? Mẹ nhìn cho mẹ cũng không biết cái iPhone nào luôn á. Con tặng cái nào rồi mẹ xài cái đó chứ. Mẹ giống như nhà quê lên tỉnh vậy. Cái này có 3 camera luôn. Mẹ biết nó bao nhiêu bộ nhớ không? Không, không, mẹ cũng phá tay luôn á. Ở sau cái hộp nó có. Hả? Cầm cái mic, cái phone mẹ cầm trên tay cho rớt á. Còn cái hộp mẹ đậy lại. Mẹ cũng không có thấy đường luôn. Thấy cái mắt kia à. Ở dưới kìa. Dưới cùng á. Thấy không? Trên cùng. 256GB. Đủ làm YouTube không? Đủ để làm YouTube không? Wow, quá tuyệt vời luôn. Dạ cô chú anh chị và các bạn, như cái video, những cái video trước thì tôi chỉ quay ở trong cái điện thoại. Hình như có mấy chục GB à. Nó cũng không có lợi cho tôi Lê, tại mỗi lần mình đi là mình muốn ghi rất là nhiều video, nhưng khoảng chừng 2 video cái nó hết dung lượng, xong về phải tải cái video đó lên rồi xong mới làm tiếp cái video mới. Chắc là con mình nó cũng đón được cái tâm lý của mình, cho nên mới qua cái tuần mà mua tặng cho mẹ cái cái điện thoại này. Có nhiều tiền không con? Không, ít tiền hả? Đừng có mua nhiều cho mẹ gì, để dành cho hai anh em nữa. Mẹ có nhớ lúc mà mẹ mới quê con mua cái con cho mẹ xong rồi mấy tháng rồi mẹ làm YouTube không? Thì lúc đó đâu, mẹ đâu có biết lúc mua mẹ làm đâu, bây giờ mẹ làm được thì để cho mẹ làm mua cái khác. Thì nó cũng rất là cái duyên. Lần trước mà tôi Lê được đi một tháng qua thăm con trai thì lúc đó cũng không có biết làm YouTube gì hết á. Lần đó thì mình qua mình cũng nhận được một cái buổi sinh nhật mà rất là bất ngờ mà. Con của trai của mình, kênh Harry Thịnh cũng đã chia sẻ ở cái video ở trong cái kênh đó là tổ chức sinh nhật cha mẹ. Thì lần đó thiệt tình Tố Lê cũng xúc động quá, cũng khóc rất là nhiều ở trong cái video đó. Lần này thì cũng rất là nghẹn ngào, đứng ở giữa trời lạnh như thế này mà vừa lạnh run mà vừa hồi hộp run cái điện thoại này. Con mình nó cha hình như nó quá tốt luôn hay sao. Thấy lần 3 camera luôn. Quay không? Với Tố Lê thì hồi giờ không có rành điện thoại luôn, cũng không có rành phần mềm vi tính gì hết đấy, chỉ đam mê biết làm video để tải lên cho bà con xem, rồi những cái cảnh quê hương để cho bà con xa quê đỡ nhớ nhà thôi. Lần này thì con trai mình nó thấy mình vất vả cái là quay rồi xong tải liền, nhưng mà cái điện thoại trước thì cắn nhiêu ghê con, ba mấy hả? 64GB. Tố Lê cũng không có rành điện thoại lắm bà con. Cái con nó tặng cái nào thì mình xài cái đó. Nhưng mà cái điện thoại trước á, mỗi lần quay vài video xong nó hết quay được luôn.
xong phải tải cái video đó đi, đưa lên, rồi xong mới xóa, mới quay tiếp. Hình như cái dung lượng nó không có đủ. Chắc là như vậy, cho nên con trai mình lần này thì nó cũng tạo rất là bất ngờ. Cái điện thoại này nó tới 256GB. Mà Tô Lê nghĩ là cái nó cũng khá là dư với đầy đủ cái dung lượng luôn, để cho Tô Lê thực hiện được những cái video mà nói chung là tốt nhất để cho bà con xem. Tại mỗi lần trước Tô Lê rất là muốn, một lần đi quay rất là muốn quay nhiều cái video lắm, nhưng mà nó không có đủ dung lượng. Hy vọng là với cái điện thoại này thì Tô Lê cũng sẽ thỏa cái niềm đam mê luôn, cái nghĩa là quay thoải mái để được làm được những cái video mà tốt nhất để cho đưa đến cho bà con xem. Hy vọng là 7 ngày nữa thì mẹ con mình cũng sẽ được gặp nhau và ở gần nhau hơn. Từ cái lúc mà xuống sân bay tới giờ thấy con nhưng mà cũng không có dám đứng gần. Thôi thì Tố Lê rất là nghẹn luôn. Nhận được cái món quà rồi được nhìn thấy con thì rất là nghẹn. 2 seconds later. Mà bữa giờ Tố Lê cũng không có dám ra ngoài bà con à. Hôm cách đây mấy bữa thì lén lén chỉ ra ngoài một tí xíu, Tố Lê có quay cái video lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Và cái đây là lần thứ hai mà Tố Lê đi ra ngoài thì hiện tại tuyết nó khá là dày luôn nè. Và cũng hy vọng sắp tới mà khi mà Tố Lê hết cái thời gian cách giãn thì Tố Lê cũng sẽ khám phá Canada, nơi mà con trai mình đang sinh sống và nơi con gái mình nó đang đi du học. Sắp tới thì Tố Lê cũng sẽ chia sẻ những cái tâm lý mà của các phụ huynh có cái hướng mà muốn cho con đi du học sang Canada, hoặc là có cái hướng mà muốn qua thăm con ở bên đây, thì cái cuộc sống mà nó bỡ ngỡ và lần đầu tiên mà đặt chân đến Canada nó như thế nào, và trong cái quá trình đi á nó có những cái gì thì Tố Lê cũng sẽ cóp nhặt lại và cũng sẽ chia sẻ đến với tất cả các bà con. Mong là bà con cũng đồng hành và ủng hộ đón xem những cái video mới của Tố Lê nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều. Rồi, Henry Thịnh cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình và mẹ của mình ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nhất của mình. Thì hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ hai mẹ con trong chặng đường làm YouTube này. Khi mà mình cũng muốn chia sẻ thêm là khi mà mình thấy mẹ mình có đam mê với YouTube thì mình cố gắng tạo điều kiện tốt nhất có thể để cho mẹ làm video như là phục vụ bà con. Khi mà video của mẹ mình đã đến tay được nhiều người, giúp đỡ được nhiều người còn gặp khó khăn, mình thấy những cái video của mẹ mình làm rất là ý nghĩa luôn. Cho nên đó là một trong những cái lý do mà mình tiếp tục mình ủng hộ cho mẹ của mình trong cái chặng đường này. Video đến đây là kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mẹ. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người.